À, hai cái nút này là hai cái nút mà gần cổng nó hoạt động. Chết rồi. Chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ review cho anh chị và các bạn xem một cái mẫu xe nữa, nó là mẫu xe điều khiển. Cái này là thuộc về cần cẩu điều khiển mà loại là pin sạc nha các bạn. Sẽ đo kích thước hộp cho anh chị và các bạn xem coi thử kích thước hộp của cái sản phẩm này là nó có kích thước bao nhiêu để mình hình dung ha. Khoảng 36 cm ha. Chiều của nó đi lên nó khoảng có 21 cm các bạn. Cái bề ngang của sản phẩm nè, 15 cm, 14 cm. Cái mã số hộp sản phẩm này là No 8058 nha. Thì sau khi anh chị và các bạn mua sản phẩm này về thì anh chị và các bạn tháo hộp ra. Và nó có một cục sạc nữa, là một cục sạc pin sạc. Rồi sau đó các bạn tháo 4 viên pin này ra, các bạn lắp vào đây. Thì cái pin này pin sạc á, thì em không có lắp. Ở đây em có 4 viên pin rồi đó. Rồi sau đó anh chị để nắp lại. Sorry, để nắp lộn rồi. Rồi anh chị ở ngoài sau này, ở dưới này nó có một con tắc này. Đây, con tắc dưới này. Anh chị bật tắc lên. Đó. Thì cái sản phẩm nó hoạt động nó sẽ có đèn, đèn chớp nè. Anh chị thấy ha, đèn chiếu chiếu chớp nè. Pin này hết á thì anh chị các bạn có thể ra những cửa hàng tạp hóa đó, anh chị mua các bạn mua ha. Hai cái nút này là hai cái nút mà gần cổng nó hoạt động. Hai cái nút này, đây hai cái nút này là hai cái nút cần cẩu nó hoạt động. Các bạn bấm cái nút này xuống thì cần cẩu nó hoạt động nè. Sẽ mút. Rồi, cái nút này là chị cái bẻ lái nha anh chị các bạn. Rồi, cái nút này là chạy tới nè. Rồi, cái nút này quay ngang. Rồi, cái nút này là quay tới. Rồi, chúng ta muốn cho chạy tới thì chúng ta bấm hai nút. Thì bé chơi một thời gian á, thì cái sản phẩm này nó sẽ bị hết pin. Hết pin á, thì cái đèn này nó sẽ không còn chớp nữa. Cái đèn này nó báo hiệu nè. Báo hiệu là cái đèn chớp để mình sạc pin á. Khi nó hết pin thì nó sẽ đèn nó không chớp. Thì khi hết pin á, thì các bạn và ba mẹ dạy con em mình á, mình nó sạc cho bé chơi ha. Ở đây nè, ở đây nó có một cục, có lục sạc nè. Thì ở đây nó có một cái lỗ sạc ở đây nè. Đây cái lỗ đây. Đây thì anh chị găm cái lỗ này vô đây. Găm cái cục sạc vô đây. Đó. Rồi anh chị găm cái này vô ổ điện là sạc ha, sạc pin. Anh chị lưu ý là sạc khoảng nửa tiếng đến 45 phút thôi nha. Đừng sạc nhiều quá, chai pin đó. Rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới nha.